À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào em, cô rất vui được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay. Buổi học ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đi vào bài 6 với chủ đề Nguyễn Du, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Trong buổi học này, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu tiết thực hành tiếng Việt, biện pháp tu từ, lập cấu trúc, biện pháp tu từ đối. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô có hoạt động khởi động, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Hãy kể tên các biện pháp tu từ mà em biết. Một số biện pháp tu từ mà chúng ta thường sử dụng như là nhân hóa, biện pháp so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, điệp từ, điệp ngữ, v.v. Biện pháp tu từ hay còn được gọi là biện pháp nghệ thuật, sử dụng ngôn ngữ theo một cách đặc biệt ở một đơn vị ngôn ngữ nào đó như từ, câu, văn bản trong một ngữ cảnh nhất định nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt và tạo ra ấn tượng với người đọc về hình ảnh, cảm xúc, một câu chuyện. Chúng ta sẽ tìm hiểu biện pháp tu từ lập cấu trúc và biện pháp tu từ đối trong bài học ngày hôm nay. Đến với nội dung phần hình ảnh kiến thức, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung phần lý thuyết. Biện pháp tu từ lập cấu trúc. Thế nào là biện pháp tu từ lập cấu trúc? Lập cấu trúc là biện pháp tu từ sử dụng những cụm từ hoặc câu có cùng kiểu cấu trúc và được sử dụng phổ biến trong văn bản văn học, nhất là thơ, để tạo ấn tượng về nhịp điệu và làm nổi bật nội dung mà tác giả muốn nhấn mạnh. Về tác dụng của biện pháp tu từ lập cấu trúc, đó là nhấn mạnh nội dung cần biểu đạt, tạo nhịp điệu và tăng tính nhạc cho lời văn. Chúng ta có thể tìm hiểu một số đoạn thơ như là trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi: trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa. Như vậy, biện pháp tu từ lập cấu trúc ở đây đó chính là từ những. Và ngoài ra, các em có thể tìm hiểu một số bài thơ khác như bài Vội vàng của Xuân Diệu, v.v. Tiếp theo, nội dung thứ hai về biện pháp tu từ đối. Thế nào là biện pháp tu từ đối và tác dụng? Biện pháp tu từ sử dụng những từ ngữ cùng từ loại hoặc câu cùng cấu trúc sánh đôi với nhau, đó là biện pháp tu từ đối. Biện pháp tu từ đối có thể được thực hiện trong một câu thơ, câu văn hay trong hai câu thơ, câu văn liền kề nhau, và được sử dụng phổ biến trong văn bản văn học để tạo vẻ đẹp cân xứng, hài hòa cho lời thơ, câu văn. Về tác dụng của biện pháp tu từ đối là nhằm nhấn mạnh sự tương đồng hoặc tương phản giữa các nội dung cần biểu đạt, tạo nhịp điệu và tăng vẻ đẹp cân xứng cho lời văn. Một số biện pháp tu từ đối được sử dụng ở những bài thơ, bài văn như là bài Qua đèo ngang của bà Nguyễn Thanh Quan, Lom khom dưới núi tiều vài chỗ, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Như vậy chúng ta có thể đối ở đây đó là vài chú và lác đác, đúng không ạ? Và ngoài ra, đối ở đây đó là sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo trong bài Thu điếu của Nguyễn Quyến. Đối ở đây đó là từ hơi và từ khẽ. Và ngoài ra chúng ta có thể tìm hiểu cho cô một số bài thơ khác có sử dụng biện pháp tu từ đối. Có thể đối trong một cụm từ hoặc đối giữa hai vế câu, hoặc là đối trong một cặp câu. Chúng ta sẽ đến với nội dung phần giải bài tập. Yêu cầu các em sẽ làm cho cô các bài tập trong sách giáo khoa trang 20-21. Bài tập 1, sách giáo khoa ngữ văn 11, tập 2, trang 20. Yêu cầu bài tập 1, xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ lập cấu trúc trong các đoạn thơ dưới đây, trích truyện Kiều, bản in trong Đào Duy Anh. A. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu, buồn trông nội cỏ rào rào, chân mây mặt đất một màu xanh xanh, buồn trông gió cuốn mặt ruồi, ầm ầm tiếng sóng gieo quanh ghế ngồi. B. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, nghĩ mình lại thương mình xót xa, khi sao phong gấm rủ là,
giờ sau tan tác như hoa giữa đường, mặt sau dày gió dặn xương, thân sau bướm chán ong trưởng bấy thân. C. Đã cho lấy chữ hồng nhan, làm cho hại cho tàn cho cân, đã đầy vào kiếp phong trần, sao cho chỉ nhục một lần mới thôi. Như vậy, chúng ta có thể xác định và phân tích được tác dụng biện pháp tu từ là cấu trúc ở trong các đoạn trích ở bên dưới. Ở trong câu A, biện pháp tu từ là cấu trúc được thể hiện qua những từ ngữ đó là buồn trông. Và tác dụng của biện pháp tu từ là tạo nhịp điệu nhấn mạnh với sự kết hợp của các từ đứng sau: ngọn nước, nộm cỏ, rồi gió cuốn, thể hiện sự đa dạng trong cách biểu đạt tình cảm, cảm xúc của tác giả. Và ở đây, với cụm từ buồn trông kết hợp với các hình ảnh đứng sau đã diễn tả nỗi buồn ngày càng dâng kín bủa vây lấy Kiều. Ở trong câu B, biện pháp tu từ là cấu trúc được thể hiện qua từ ngữ khi, mình với tác dụng đó là nhấn mạnh tạo sự đối lập giữa hoàn cảnh và thực tại, đồng thời tạo nhịp điệu thể hiện cảm xúc xót xa, ngao ngán với số phận của Kiều. Câu C, biện pháp tu từ lập cấu trúc được thể hiện qua từ ngữ đã cho, đã đầy, tác dụng với nhịp thơ dồn dập nhấn mạnh nỗi chuyên chuyên đau khổ của nàng Kiều và tạo cảm xúc xót thương số phận của Kiều trong cái sự dằn vặt trăn trở của tác giả đối với nhân vật. Bài tập 2, sách giáo khoa, trang 20-21. Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đối trong các câu thơ dưới đây. Trích trong truyện Kiều, bản in, Đào Duy Anh. A. Bóng hồng nhác thấy nẻo xa, xuân lan thu cúc mặn mà cả hai. Người quốc sắc kể thiên tài, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Chập chờn cơn tỉnh cơn mê, rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉnh khôn. Bóng tà như dục cơn buồn, khách đà lên ngựa, người còn ghế theo. Dưới dòng nước chảy trong veo, bên cầu tơ liễu bóng chiều thiết tha. B. Một mình nương ngọn đèn khuya, áo dầm giọt lệ tóc xe mái dầu. Phận dầu dầu vậy cũng dầu dầu, xót lòng đeo đẳng bấy lâu một lời. Công trình kể biết mấy mươi, vì ta khăng khít cho người dở dang. C. Người về chiếc bóng năm canh, kể đi muôn dặm một mình xa xôi. Vầng trăng ai sẻ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Chúng ta có thể xác định cho cô biện pháp tu từ đối ở trong những câu thơ và nhiều tác dụng. Đối với câu A, phép đối được thể hiện ở trong đoạn thơ người quốc sắc kể thiên tài, tình trong như đã, mặt ngoài còn e, đối nhau. Và tác dụng đó là tạo nên sự cân xứng trong tài sắc của hai con người Kim Kiều và gợi sự phong phú về ý nghĩa, gợi về đẹp hoàn chỉnh và hài hòa cho nhân vật. Ở trong câu B, biện pháp tu từ đối được nhận biết qua câu áo dầm giọt lệ tóc xe mái dầu, phận dầu dầu vậy cũng dầu, vì ta khăng khít cho người dở dang. Tác dụng đó là tạo nên sự cân xứng trong cách thể hiện, đồng thời nhấn mạnh thái độ thụ động hoàn toàn của Thúy Kiều trước số mệnh. Với câu C, phép đối được thể hiện ở trong câu kể đi muôn dặm một mình xa xôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Và tác dụng đó là tạo nên sự cân đối, hài hòa trong cách thể hiện cảm xúc của tác giả, làm nổi bật nỗi buồn thao thức đơn chiếc, lẻ bóng của nàng Kiều, nhấn mạnh cảm nhận của Kiều về cảnh ngộ và số phận hai người, lứa đôi ở hai phía chân trời cách trở. Kiều vừa thương mình, vừa thương kẻ đi xa và buồn tủi cho thân phận của mình. Chúng ta sẽ đến với nội dung phần luyện tập sau khi hoàn thành bài tập trong sách giáo khoa trang 20-21.
Các em hãy trả lời cho cô các câu hỏi như sau. Câu 1. Biện pháp tu từ lặp cấu trúc là A. Lặp lại từ ngữ trong câu. B. Lặp lại hình thức ngữ âm. C. Lặp lại cấu trúc ngữ pháp của câu. D. Lặp lại chủ ngữ trong câu. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Biện pháp tu từ lặp cấu trúc là lặp lại cấu trúc ngữ pháp của câu. Câu 2. Phép đối có đặc điểm gì? A. Số lượng âm tiết của hai vế đối phải bằng nhau. B. Các từ ngữ đối nhau phải có âm tiết bằng nhau, phải có thanh trái bằng nhau về bằng chắc và có cùng từ loại với nhau. C. Các từ đối nhau hoặc phải trái nghĩa với nhau, hoặc phải cùng trường nghĩa với nhau, hoặc phải đồng nghĩa với nhau để gây hiệu quả bổ sung hoàn chỉnh với nghĩa. D. Cả A, B, C đều đúng. Như vậy, đặc điểm của phép đối đó chính là tất cả đáp án A, B, C đều đúng, đáp án D là đáp án chính xác. Câu 3. Câu nào là vế đối của câu Tết đến cả nhà vui, Tết, vui như Tết? A. Xuân về khắp nước trẻ cùng xuân. B. Xuân đến khắp nước vui như Tết. C. Xuân sang khắp nước vui cùng Tết. D. Xuân qua khắp nước trẻ hơn Tết. Vế đối của câu Tết đến cả nhà vui như Tết đó là đáp án A. Xuân về khắp nước trẻ cùng xuân. Câu 4. Đoạn nào dưới đây có chứa phép điệp? Chúng ta sẽ quan sát cho cô các đoạn thơ, câu thơ và chúng ta sẽ xác định đâu là phép điệp. A. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. B. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông. C. Cóc chết bỏ nhái mồ côi, chẫu ngồi chẫu khóc, chàng ơi là chàng. Ánh ương đánh lệnh đã vang, tiền đâu mà trả nợ làng Nguyễn ơi. D, A và B đều chứa phép điệp. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta ở đây đó chính là đáp án D. Như vậy đáp án A và B đều chứa phép điệp. Câu 5. Đoạn thơ nào sau đây chứa phép đối? A. Cô bé nhà bên có ai ngờ, cũng vào du kích, hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích, mắt đen tròn, thương thương quá đi thôi. B. Sống trong mặt đất thương núi xanh, chiều vọng chân mây nhớ tím trời. C. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. D. Về thăm nhà bác làng sen, có hàng dâm bụt thắp lên lửa hồng. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án B. Trong câu B chứa phép đối. Đối ở đây đó chính là sớm, chiều. Đến phần liên hệ vận dụng, yêu cầu chúng ta sẽ sưu tầm các tác phẩm văn học có sử dụng biện pháp tu từ lặp cấu trúc và đối và chỉ ra phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đó với tác phẩm. Dựa vào phần tiếng Việt thực hành, biện pháp lặp tu từ cấu trúc, biện pháp đối, về lý thuyết và bài tập cũng như phần luyện tập chúng ta cũng đã tìm hiểu, yêu cầu chúng ta sẽ hoàn thành nội dung cho cô phần liên hệ vận dụng. Như vậy, bài giảng của chúng ta là đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo của vietjet.com. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.